Bé nhà bạn thích đọc đàn, nhưng bạn không biết lựa chọn sản phẩm nào cho phù hợp. Một cái đàn phải nhỏ gọn, giá phải tốt, mẫu mã đẹp, âm thanh vui nhộn phù hợp với các bé, chất lượng hoàn thiện cao để an toàn cho bé khi sử dụng. Vậy hãy để Minh Phụng Music chỉ cho bạn nhé. Tiếp tục là một siêu phẩm mọc gan vừa mới cập bến. Ta-da! Giờ hãy cùng mình inbox khám phá bên trong em nó sẽ có những gì nhé. Ta-da! Xin giới thiệu với mọi người, đây là món organ mới nhất của nhà Cutman, cao 100. Như các bạn có thể thấy, nhà Cutman đóng gói sản phẩm rất là tốt, với hai miếng sáp dày ở hai bên đầu đàn, túi bóng dạng ống giảm sốc cực kỳ tốt, đang rất thịnh hành trong thời gian vừa qua. Giờ thì khám phá tiếp thôi. Cutman K100 đàn có thiết kế thông minh và vô cùng độc đáo, có 4 phiên bản màu gồm 2 màu cơ bản bán rất chạy, đen và trắng, và 2 phiên bản màu vô cùng độc đáo, đỏ đô và xanh min. Với màu sắc tươi sáng và thiết kế bắt mắt của Cutman K100 sẽ thu hút sự chú ý và yêu thích của các bạn nhỏ. Trọng lượng vô cùng nhẹ, an toàn cho các bạn nhỏ khi chơi một mình mà không có phụ huynh bên cạnh, hoặc mang đi khắp nơi một cách dễ dàng. Vậy phụ kiện theo đàn sẽ gồm có những gì? Cutman K100 trang bị cho chúng ta một giá để sách, một miếng dán sticker phím đàn giúp các em nhỏ dễ dàng hơn trong việc học tập, một sách hướng dẫn sử dụng đến từ nhà sản xuất, một cụm nguồn 5V sẽ rất an toàn cho các bé khi sử dụng. Ngoài đánh đàn, nhà sản xuất còn trang bị cho các bé một micro vô cùng xinh xắn giúp các em nhỏ vừa đàn vừa hát, thỏa sức sáng tạo ngay trên đàn. Vậy đó là tất cả những gì có trong thùng đàn Cutman K100. Lần này nhà Cutman lại tiếp tục mang đến cho chúng ta một sản phẩm vô cùng chất lượng giúp các bé vừa học vừa chơi dễ dàng, nuôi dưỡng ước mơ âm nhạc cho các thiên thần nhỏ. Hãy đón chờ phần sau nhé, mình sẽ làm video chi tiết hơn để hướng dẫn các chức năng của em đàn này cho các bạn nhé. Đừng bỏ lỡ nha. Hãy đến ngay các hệ thống showroom của Minh Phụng Music tại 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 và 98 Bành Văn Chơn, phường 7, Tân Bình để trải nghiệm ngay mẫu đàn này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.